Hello, chào anh em, chào mừng anh em đến với channel youtube của mình ạ à nhá Sau nay mình sẽ tiếp tục trở lại với quay thủ tiếp anh em này à, Rồi anh em ạ, thì mức vốn hôm nay mình mang vào chỉ có 580k thôi nhá Rồi, thì hôm nay mình sẽ vẫn kết hợp ở trên công thức từ 1 đến 6 cửa anh em ạ đây, từ dao động từ 1 đến 6 cửa là anh em đã biết rồi đúng không ạ à, Lúc nào mình kết hợp x2 và lúc nào mình kết hợp với À, bốn cửa ba cửa và năm cửa và sáu cửa nhá đây thì sau khi mà đá về cho mình đôi chim rồi à, thì giờ mình sẽ kết hợp với một cửa đầu tiên là về à, bốn cửa chim anh em này à, thì mình sẽ gom x khai ấy và hai cửa cá trắng mình sẽ đi về à, một cửa nhá à, với bắt nhịp hai cửa đầu tiên có thành công cho mình hay không thì mình sẽ tham khảo luôn được cửa đầu tiên anh em nhá đấy rồi anh em ạ chắc chắn nếu như cửa này về cho mình cửa chim thì hoàn toàn sẽ thành công này rồi ok anh em ạ à. như vậy đã về cửa chim rồi anh em này ai à, về cho mình à, à, chim x12 anh em nhé à. đó, à, ngon lành với cửa đầu tiên với cửa x2 thì mình đã lên được gần một mét rồi anh em này rồi anh em ạ à. thì sau khi mà về ba cửa chim rồi anh em này thì bây giờ mình sẽ đổi sang cửa thủ luôn nhưng đặc biệt anh em nhá à, mình sẽ vẫn đi x thôi ai à, vẫn bốn cửa thủ mình sẽ đi về một x2 ok chưa à? và cá trắng mình sẽ vẫn lót lại với 50 k này à, xem cửa này có chuẩn cho mình về đúng cửa thú không anh em nhá à. À, rất cao là sẽ đổi anh em ạ ui trời ơi về cửa én rồi anh em ơi vậy là bốn cửa chim đầu tiên đã về rồi anh em ạ nó không đổi sang cửa thú anh em nhá rồi không sao anh em ạ thì à, một cửa đầu tiên à, như vậy thì mình đã biết được là như thế nào rồi đúng không ạ à, chắc chắn sẽ vẫn về cửa chim rồi cho nên là cửa này mình sẽ quyết tâm à, vẫn trở lại với khai tiếp theo Đấy, à, xem có về cửa chim cho mình không nhá Rồi, cá trắng vẫn lọt về 100 anh em này Đây Rồi, dừng lại thôi anh em ạ Quá tuyệt vời luôn Đấy, đã về cho mình cửa én rồi anh em này Quá còn lành chưa Rồi, ơi, lên gần mét hai luôn anh em ơi Quá êm luôn nha Ok anh em ạ, thì bây giờ mình sẽ tham khảo Tiếp với cửa tiếp theo đây anh em ạ. Mình sẽ không đi với cửa thú hay là cửa chim nhé. Mình sẽ lót nhẹ với một cửa cá trắng thôi. Bởi vì xác định cửa này mình chỉ tham khảo thôi anh em ạ. Xem có chuẩn là bây giờ đổi sang cho mình cửa thú hay không. Bởi vì ở đây rất có thể anh em nhé. Nhá. Sau khi mà về năm cửa chim rồi. Vẫn có thể đổi anh em ạ. Đúng rồi anh em này. Đúng đổi về cửa thú thật sự rồi. Đó thì với 3 phút đầu tiên mình đang kết hợp với chủ yếu là x2 anh em ạ. À, và đặc biệt nữa là mình chỉ lót với cá trắng thôi à, thì giờ à, mình sẽ kết hợp lại với 4 đến 6 cửa anh em nhá thì à, bắt nhịp với cửa đầu tiên thì mình sẽ vẫn vào với hai cửa 6 này 28 ok chưa và lót với cá trắng 50k nữa anh à, nằm cửa đầu tiên xem có thành công cho mình không anh em nhá Ui sời ơi tuyệt vời anh em ạ à. như vậy đã vì cho mình cửa gấu rồi anh em này có với bốn cửa đầu tiên mình đã thành công về gấu anh em ạ, quá ngon nhá. đó thì à, kết hợp với bốn cửa đầu tiên thành công rồi thì chắc chắn anh em ạ, cửa thứ hai mình sẽ cũng sẽ kết hợp về bốn cửa nhá, sẽ không gì ngoài khác nữa anh em ạ, mình sẽ tập trung à, đầu tiên về hai đó này, à, và với bốn cửa là mình sẽ trở lại với hai à, cửa chim và hai cửa thú tiếp nhá, vẫn không có gì thay đổi đâu anh em ạ, mình chỉ đổi mối cá trắng lên à, ui trời ơi mình đổi cá trắng lên với x2 anh em ạ nhưng mà lần này đã về cho mình với cửa thú nhưng mà không hoàn thành cho mình với cửa 6,8 rồi. rồi rất may mắn thì mình vẫn lót nhẹ được hơn trăm cả vào x2 anh em nhé Rồi không sao anh em ạ cửa này chắc chắn anh em nhé sẽ trở lại với cửa thú nữa rất cao nhé Rồi thì mình sẽ đi vào với hai cửa 6 căng luôn anh em ạ rồi và tất nhiên anh em nhé mình vẫn đang nghiêng về cửa thú nhiều hơn thì mình sẽ lọt với x2 luôn với 600 nữa này ấy ba cửa tiếp theo có thành công cho mình không Ok anh em ạ như vậy đã về cho mình với cửa thú rồi anh em này Ok chưa Đây thành công về đúng cửa thọ anh em ạ quá ngon lành luôn lên được hai 2 mét tư rồi tuyệt vời anh em nhá sau gần 5 phút trôi qua hiện tại thì cũng gần 5 phút rồi nhưng mà mình đã thành công với mức vốn hôm nay chỉ có 580k thôi Đấy, và lên được gần hai mét rưỡi anh em ạ à. nhưng mình sẽ không dừng lại đây anh em nhá tiếp tục lần này mình sẽ ra căng với cửa này luôn này Đấy, mình sẽ dừng lại với 26 nhưng mà đặc biệt nữa anh em nhá lần này cửa thú mình sẽ lót căng ở một mét luôn ui cái gì vậy anh em ơi về đúng cho mình cửa gấu luôn anh em này Trời ơi lót x2 một mét nữa là anh em đã hiểu được rồi đúng không ạ Căng chưa anh em Quá tuyệt vời luôn đúng không ạ ở Hôm nay kết hợp như vậy là quá thành công rồi đó, tiếp tục anh em này Thì ở đây đầu tiên mình sẽ chơi lại với cá trắng này 70 Đồng thời anh em ạ Mình sẽ chơi lại với X12 nhá à, X6 này Ở bên này mình sẽ x6, x8 này Tất cả đều có mặt cả anh em này Xem có thành công cho mình cửa này không Ok anh em ạ Rất may mắn anh em nhá trở lại cho mình với x12 là cũng ngon rồi anh em ạ Anh em thấy đọc như vẽ chưa Rồi gần 4m rồi anh em ạ đó, bây giờ mình sẽ tham khảo anh em nhé kết hợp với cửa tiếp theo thì chắc chắn mình sẽ đi thêm một vài cửa là thôi là mình sẽ nghỉ hôm nay. Như vậy là quá ngon rồi anh em ạ. Đó, với 580k mang vào hôm nay mà mình đã thành công lên được à, trên 3 mét này anh em đã hiểu được như thế nào rồi đúng không ạ? Bây giờ này mình sẽ tiếp tục trở lại với năm cửa anh em này. Nếu như mà thành công cho mình cửa này nữa thì đúng là một siêu phẩm anh em ạ. À. Quá hay rồi. Về đúng cửa én rồi anh em ơi. Ngon chứ anh em. Quá ngon rồi anh em ạ. 4m rưỡi anh em nhá. Ok anh em như vậy hôm nay em mình sẽ nghị tại đây thôi. Đó với mức vốn mang vào chỉ có 580k thôi. Đó kết hợp tử ăn no anh em ạ, một cửa đến 6 cửa nhá. Mình đã thành công lên được 4m rưỡi. Ok chưa? Rồi chào anh em nhá.